Xin chào anh chị và các bạn. Vừa rồi có một cái vị khách ở trên Tây Ninh mua cái rick của Khánh xong quay xong rồi hát rồi nghe thử sao nó quá đã luôn các anh chị các bạn. Tiếng nó sạch. Và cái từ cái dàn mixer của chị á là cái dàn mixer mang tên là Soundrap. Chị cũng không biết gõ ra. Thì sau đó thì chị gọi Zalo cho Khánh. Rồi Khánh chỉ cho chị là lấy cái gõ ra là ao đó. Xong rồi dây hoa sen nó đưa ra đưa vài rick. Đó. Thì mọi người nghe thử nè, âm thanh của chị quay thử thôi nha. Con đâu chưa? Ở dưới chưa? Nghe nói cả Mão Gia Lâm mơ cuối cùng ban đồ Việt Nam, ngài chỉ đường ra công tới, về để nói với nhau mấy lời con kịch tấn. Chèo dòng mong đông tiếp trắng em tới chợ Cà Mau. Eric không như vậy để mọi người mua đặt hàng tại cái link mô tả bên dưới hoặc là gọi điện thoại số 0908919 để được qua Zalo để Khánh tư vấn cho mọi người có thể thu âm hát tại nhà nó hay, nó nghe nó thú vị. Đối với tất cả cái mixer luôn ở trên thị trường, mixer nào cũng có thể thu được với cái Eric này á. Nó hay hơn vậy. Còn riêng với âm ly á thì không phải cái âm ly nào nó cũng thu được. Âm ly nó phải có ngon ngõ là output line LINE đó. Tại Khánh thử rất nhiều âm ly rồi, chỉ có cái âm ly đó thôi là nó mới thu được thôi. Có sản phẩm Iris nha, chính hãng. Mọi người gọi thoại vào số 0908919. Khánh giao toàn quốc, 120.000 cộng với phí chip giao việc. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn rất nhiều. Chúc cho mọi người tạo được những cái beat karaoke cho mình hay hơn và ngày càng càng thú vị hơn, có được nhiều cái kiến thức hơn về phần mềm và cách hỗ trợ hơn ở trên Google và YouTube. Mọi ý kiến thắc mắc về Iris, mọi ý kiến thắc mắc về cái guitar thì chúng ta cần comment bên dưới. Xin chào và hẹn lại, chúc sức khỏe, chúc vui vẻ và cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chào.